Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình góp nhận 0.01 tốc cần BXC của khoảng 5 đô cho chương trình góp này các bạn. Tốc cần này chạy trên tảng Huobi EcoChain nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay mình click phần link mô tả bấm nút start chat chatbot nè bạn. Rồi nhiệm vụ thì các bạn chờ bot phản hồi nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút cấp tra, các bạn bấm vào continue nè. 58 nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì token này thì nó sẽ list sàn Medet Exchange các bạn vào ngày 25. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên gấp pin cho lên các bạn, thì link sàn sau này nó mình sẽ hướng dẫn các bạn swap sau các bạn. Rồi các bạn xôn xào các bạn, rồi bạn bắt lên các bạn. Theo world thì bạn follow và tweet các bạn. Minimum này chắc mình phát IP quá tất cả các bạn. Giải được cái coi. Medium thì các bạn lưu ý nha các bạn nhấp vào mà tải không được thì các bạn nhấp lại một cái nữa nha các bạn. Nhấp 2-3 lần thì không được, nếu không được thì các bạn phát IP nha các bạn. Rồi mình follow nè. Mình không phát IP mà được nữa các bạn. Thì các bạn follow Medium nha các bạn. Sau khi các bạn follow Medium các bạn đáp lên các bạn. Tại Twitter thì các bạn tweet cái bài viết đã ghi của nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào một don nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm don tiếp tục nha các bạn. Website basic follow Twitter. Inbox end. Rồi các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. À, còn MMO của anh. Mình lấy trên nguồn gấp 6 kèo này rất uy tín, các bạn yên tâm làm các bạn. Tiếp tục thì các bạn submit username minimum. Username thì các bạn nhấp vào Medium các bạn. Medium thì các bạn nhấp vào hình avatar của mình thì các bạn sẽ thấy username Medium của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn nào lấy không được thì phát IP nha tất cả các bạn. Rồi bạn bắt vào đây, các bạn copy username còn dán vào đây nha các bạn. Nhớ có cộng nha các bạn. Bạn thêm vào cộng nha các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi cho bot nha các bạn. Submit you medium username file. Tiếp tục các bạn bấm contract nha các bạn. BC. Rồi bạn bấm contract tiếp tục nha các bạn. Correct tiếp tục nha các bạn. In 1 đô la. Rồi, nếu mà bấm correct thì nó hiện lên một cái dòng chữ thì các bạn bấm vào withdraw nha các bạn. Vì câu trả lời của mình trả lời sai các bạn, mình trả lời lại các bạn. Rồi, các bạn bấm run tiếp. Rồi bấm run tiếp các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với Huobi EcoChain nha các bạn, thì các bạn copy nè các bạn. Thì bạn nào chưa biết tổ dí thì mình các bạn vào kênh YouTube của mình, vào danh sách phát thì mình có để cái video hướng dẫn tổ dí Huobi cho các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở dí Huobi Wallet của mình lên nè các bạn. Đó là DS EcoChain nha các bạn. Con này thì về thì các bạn swap cũng như mạng tron, mạng NTH nha các bạn. Thì các bạn bấm vào một wallet nè các bạn. Các bạn ở dưới Huobi wallet nha các bạn. Các bạn bấm vào wallet nè. Các bạn nhấp vào một HT nè các bạn. Các bạn nhấp vào NTH nè. Các bạn nhấp vào một HT nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Các bạn xây dựng con bot nha các bạn. Bạn dán vào nha các bạn.
Rồi các bạn việc lấy liên ghép mình chia sẻ cho một bè và người thân để kiếm thêm tốc cần người ta các bạn. Chương trình nó góp này nó các bạn tiện được 50 ghép, tối đa là minimum 50 ghép người ta các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.